Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biến. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thân, tối phải viên. Đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Thỏ lớn tinh nghịch. Ngoại ơi, mỗi ngày ngoại đều phải chăm sóc cây quả khắp ngọn núi này, như vậy mệt lắm. Làm sao á mà ăn uống nổi chứ? Mệt cũng đáng giá mà. Cây quả khắp ngọn núi này không bao lâu nữa sẽ được mùa. Đúng rồi ngoại ơi, con giúp ngoại sửa con đường lên núi, ngoại đi lại thuận tiện, có thể chăm sóc cho cây quả tốt hơn nha ngoại. Ý hay đó. Con đi tìm tiểu sủng ca giúp đỡ. Là một chú thỏ lớn. Đúng vậy, em ấy rất khỏe đó. Thỏ lớn vất vả rồi. Mệt chưa? Chúng ta về nhà ngủ đi. Đúng rồi, thỏ thì phải nghỉ ngơi ở trong hang chứ. Cái hang lớn quá. Cẩn thận đó, đừng đứng quá cực. Cẩn thận chút. Nhưng mà cái hang này lớn quá, rất dễ bị ngã xuống đó. Ngoại ơi, ngoại nói xem, có phải là con nên nhắc nhở thỏ lớn không? Thỏ lớn ơi, có chuyện này mình nhất định phải nhắc nhở bạn. Bởi vì lỗi không ngăn, đôi bên khuyết. Giúp đỡ người khác, khuyên nhủ lỗi lầm là trách nhiệm. Sau này bạn đừng có đào cái hang to như vậy nữa. Vì làm như vậy á, đối với những động vật nhỏ hơn bạn, bao gồm mình và cả ông bà ngoại, đều có thể không cẩn thận ngã xuống đó. Như vậy rất nguy hiểm, bạn có biết hay không? Đúng rồi, bạn phải lắp hang lại. Như vậy á, vô cùng tốt. Thỏ lớn, lần trước không phải nói với bạn là không được đào hang nữa sao? Bạn làm chết cây quả mà ông ngoại vất vả trồng được rồi kìa. Lần trước bạn cũng nói lấp hang rồi, lần này bạn cũng nói như vậy, không giữ lời hứa chút nào hết. Được rồi, mình sẽ tin bạn thêm một lần nữa.
Thật đáng ghét. Thỏ lớn, đứng lại. Cái động vật nhỏ ơi, mau tới giúp mình đi. Giúp mình lấp đầy cái hang mà thỏ lớn đào được không? Không ngờ đã lấp hết ba cái hang rồi. Không xong rồi. Liệu có phải khi thỏ lớn đào hang đều làm hư hết rễ cây rồi chứ? Tại sao thỏ lớn lại hư như vậy chứ? Không lẽ em nói bạn ấy là không đúng sao? Em nói không có sai, chỉ là thiếu phương pháp hay thôi. Cái gì? Chuyện tốt thì công khai nói ra ngoài, lỗi lầm thì phải nói riêng tư. Khuyên nhủ lỗi lầm của người khác thì không nên kể lể khắp nơi, cũng không nên có thái độ cứng rắn ngăn cản hành vi của người khác. Nếu không thì tấm lòng tốt của em lại trở nên phản tác dụng, đối với mình và người đều bị tổn hại đạo nghĩa. Đều do thái độ của em với thỏ lớn không tốt đúng không? Mỗi một người đều có lòng tự tôn của bản thân. Hơn nữa đào hang nghỉ ngơi là thói quen sinh sống của thỏ. Em không nên cường ngạnh đem chúng lấp đi. Bạn ấy không có nơi để ngủ nên là mới hận em đúng chứ? Thỏ lớn ơi, thỏ lớn ơi, bạn ở đâu vậy? Thỏ lớn ơi, mình xin lỗi. Sau này mình sẽ không nói bạn nữa, cũng sẽ không ngăn bạn đào hang nữa đâu. Thỏ lớn ơi. Mình với bạn cùng nhau lắp nha. Nhưng mà những cây quả đã bị hủy hoại này phải làm sao đây? Hiếu Hiếu, đây là dung dịch dinh dưỡng thực vật, chỉ cần phun nó lên rễ cây là được. Rễ cây ở dưới mặt đất mà, làm sao mà phun được? Xem ra những cái hang lớn này cũng có tác dụng. Thỏ lớn ơi, đây là cái hang cuối cùng rồi, để lại cho bạn nằm nơi ngủ nghỉ. Cảm ơn. Hả? Bội thu rồi, bội thu rồi. Ngủ ngon nha, thỏ lớn. Thỏ lớn ơi, bà có thể chỉ dùng một cái hang để ngủ được không? Thỏ lớn nói, em ấy phải đào ba cái hang, tại vì sợ khi ngủ gặp nguy hiểm, cho nên không cố định ở một nơi. Đây là tập tính sinh hoạt lâu nay. Hóa ra chính là như vậy. Thỏ lớn ơi, thật ra bạn không cần phải lo lắng. Mọi người ở đây đều hiểu bạn rồi. Chúng ta đều là bạn tốt mà. Bạn có thể yên tâm nghỉ ngơi đi, không cần phải lo lắng có nguy hiểm nữa được không? Có phải em đã nói gì sai hay không? Ây da, đây vừa dặn có thể làm hầm để bảo quản thực phẩm. Đúng vậy, đồng âm hạ mát. Trái cây để dưới đất có thể để thời gian rất dài cũng không bị hỏng. Thỏ lớn thật thông minh và ngoan ngoãn.
Ngày mai gặp nha thỏ lớn. Cảm ơn bạn. Lỗi không ngăn, đời bên khuyết. Khuyên nhủ người khác là một phần trách nhiệm của chúng ta. Khuyên nhủ người khác thì không nên nói quá thẳng thắn, cũng không nên có thái độ cứng rắn. Ngăn cản hành vi của người khác, nếu như phản tác dụng, thì đối với mình và người đều tổn hại đạo nghĩa. Các bạn nhỏ nhất định phải nhớ kỹ nha. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lần sau. Namo Asi Na Phật.